Hoa Ban xin chào tất cả anh em nhá. Hôm nay Thung lũng Hoa Ban này có trò mới. Có trò đu trên dây mọi người. Bây giờ Thanh sẽ test thử cho mọi người cùng xem nhá. Đây, mình đi trên dây này mình phải có kỹ năng mọi người ạ. Đất lại. Trò này thì mình cũng chơi đầu tiên nên là chưa thắng mấy mọi người ạ. Để về trước. Trò này phải dùng kỹ năng. Đấy. Như cô ấy. Cô còn ngủ trên dây được mà. Được, dây này tải được chỉ thoa được đấy. Kỹ năng của chị Hoa đi á. Quả rơi rất hoành tráng mọi người ạ. Cố lên. Cố lên. Thêm mọi người nhá, bạn nhỏ trời ơi, về đích rồi. Đấy, cao thủ đi được này, mọi người. Điêu luyện như cô luôn.